10 cầu thủ không nằm trong danh sách đội tuyển Việt Nam sang các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thi đấu vòng loại World Cup 2022, gồm có thủ môn Nguyễn Văn Hoàng, Phạm Văn Phong, các hậu vệ Trần Văn Kiên, Nguyễn Minh Tùng, Phạm Xuân Mạnh, các tiền vệ Tô Văn Vũ, Phan Văn Long, Đỗ Thanh Thịnh, Cao Văn Triền và tiền đạo Nguyễn Anh Đức. Trong nhóm các cầu thủ bị loại, đáng chú ý có tiền đạo Nguyễn Anh Đức, tiền vệ Cao Văn Triền, Phạm Xuân Mạnh và Phan Văn Long. Đây đều là những cầu thủ đã có sự thể hiện khá ấn tượng trong thời gian vừa qua. Song việc ông Park không lựa chọn có thể xuất phát từ việc không phải là lựa chọn tối ưu cho vị trí của từng người. Như vậy, bản danh sách chính thức của đội tuyển Việt Nam trước giờ lên đường không có bất ngờ quá lớn. Huấn luyện viên Park Hang-seo có trong tay đầy đủ các cầu thủ tốt nhất hiện tại và đều hoàn toàn bình phục chấn thương. Việc quyết định đưa Văn Hậu tới các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng cho thấy cầu thủ chạy cánh này đã lấy lại được phong độ và hoàn toàn có thể ra sân thi đấu. Cơ cấu về lực lượng của đội tuyển Việt Nam trong chuyến đi tới các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cụ thể bao gồm 3 thủ môn, 11 hậu vệ, 11 tiền vệ và 4 tiền đạo. Với lực lượng này, nhà cầm quân người Hàn Quốc có thể xây dựng nhiều phương án chiến thuật và đội hình khác nhau, cũng như đảm bảo nguồn nhân lực dự phòng, đề phòng mọi bất trắc và rủi ro xảy ra trong quá trình thi đấu. Theo quy định, ở mỗi trận đấu tại vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam được phép đăng ký 23 cầu thủ thi đấu chính thức và chỉ phải đăng ký 90 phút trước khi trận đấu bắt đầu. Theo thống kê, ở mỗi vị trí trong sơ đồ chiến thuật 3-4-3, ông Park có tối thiểu 2 cầu thủ và tối đa là 3 cầu thủ để sắp xếp và bố trí nhân sự. Đội tuyển Việt Nam sẽ chính thức lên đường tới các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào lúc 16:10 ngày 26 tháng 5 bằng chuyên cơ của hãng hàng không Bamboo Airways, xuất phát từ sân bay Nội Bài và dự kiến tới các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào lúc 19:40 giờ địa phương. Với những chuẩn bị tốt nhất trong quá trình tập luyện cũng như được tạo điều kiện thuận lợi, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã sẵn sàng cho mọi thử thách. Đặc biệt, đây là chuyến thi đấu được dự báo có rất nhiều khác biệt so với các chuyến đi trước đây do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Liên quan tới các quy định về phòng chống dịch, ngày 24 tháng 5, toàn đội đã được thực hiện lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR để đảm bảo có chứng nhận âm tính với SARS-CoV-2 trước khi di chuyển sang các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Khi đặt chân tới sân bay Dubai và làm thủ tục nhập cảnh, tất cả các thành viên của đội tuyển sẽ thêm một lần nữa được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR. Toàn đội sẽ không phải ở lại sân bay để chờ kết quả, mà được ban tổ chức địa phương bố trí xe buýt đưa thẳng về khách sạn và cách ly tại đây cho đến khi có kết quả xét nghiệm trong thời gian không quá 24 tiếng. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính, đội tuyển Việt Nam sẽ chính thức bước vào chương trình hoạt động và tập luyện, chuẩn bị cho 3 trận đấu còn lại tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Trong thời gian tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đội tuyển Việt Nam phải đặc biệt tuân thủ nguyên tắc hoạt động khép kín, không tiếp xúc với người ngoài do Liên đoàn bóng đá châu Á đặt ra trong công tác tổ chức giải đấu ở giai đoạn ảnh hưởng của Covid-19.